Sáng thầy thường ngộ thì chưa có dùng ha cả nhà, chưa có đồ cúng dường. Trời ơi, quỳ đánh lễ luôn rồi cô chú chị ơi. Quá thương cả nhà ơi, cảm động quá. Dạ bạch thầy, có phải thích Tâm Dũng không ạ? Đấy đúng rồi thầy Tâm Dũng. Thầy gọi thế. Đi xuống dốc nãy giờ biết bao xa đó mà vẫn còn ở dưới đó còn mù mù ở dưới luôn cả nhà. Rồi, tiếp tục xuống dốc tiếp. Thank you.
nhà ơi. Xuống dốc liên tục từ trên đỉnh đèo là nãy giờ chỉ là xuống dốc thôi cả nhà. Nãy giờ chưa gặp thường ngộ luôn. Đang đổi dốc hay cô chú anh chị. Qua bất ngờ xe 49 Đà Lạt dừng xe lại làm gì đây, chắc cúng dường cho sư hay sao á cả nhà ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Chị gái rồi mặc áo lá cờ Việt Nam luôn. Hồi hai người luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ba người luôn. Ba người mặc áo lá cờ Việt Nam ha. Hả? Trời ơi, quỳ đánh lễ luôn rồi cô chú chị ơi. Quá thương cả nhà ơi, cảm động quá. Dạ bạch thầy, có phải thích Tâm Dũng không ạ? Đấy, đúng rồi, thầy Tâm Dũng. Thầy gọi thế. Anh biết thầy Tâm Dũng thích. Thầy Tâm Dũng. Con nhận ra ngay, con nhận ra ngay thầy. Dạ vâng, đứng xa thì chị Tương ơi. Chị Tương đứng xa thầy ra. Ê, anh ơi, anh chú. À, mặc áo có hình ngôi sao lá cờ Việt Nam đẹp quá cả nhà. May quá hôm nay. Đứng đứng cạnh đứng sau thầy chắp tay. Hôm nay cảm ơn thầy ạ. Ui ui. Quan hay xem thầy lắm. Lịch gặp với thầy. Quá may mắn. Phước phước báo của chúng con được rồi. Phước báo của chúng con. Dạ đó là. Thầy con chỉ đứng ngay ngay vào để chờ thầy. Đứng ngay ngay vào giờ. Biết sao thầy?
Anh Thái ơi, đi qua đây này. Anh đứng rồi. Con đi xa con nhận ngay ra thầy. Con vào thầy Tâm Dũng. Đi dừng lại luôn. Vâng, A-di-đà Phật. Đây đây đấy, thầy đấy thầy ra. Chân là chân thầy ra. Quá, quá buổi sáng quá tốt đẹp luôn ha, cô chú chị. À giờ lấy đây chung ấy hả? Đây quay thì cho nhiều kiểu lắm. Đó. Rồi. Chúc đoàn mình đi du lịch vui vẻ. Chúc đoàn mình đi du lịch vui vẻ dạ. Ủa là đoàn của cô là ở ngoài Hải Phòng vô hả? Qua. Chị xem trên clip thôi. Dạ. Thầy hôm nay đi xa mà đúng thầy Tâm Dũng này. Hôm nay các chị mà gặp được thầy rồi thì đã có thông báo rồi. Lúc này giờ anh chị nghĩ như thế nào ạ? Cảm ơi, hạnh phúc lắm ạ. Vậy là quá là hữu duyên. Còn một thầy đi tuốt ở trước nữa, thầy Thường Ngộ nữa. Thường Ngộ. Thường Ngộ chứ không phải là thầy An An. Thường Ngộ là khoảng cách đây chắc 3 cây. À thế ạ. Dạ. Ôi A Di Đà Phật. Vậy chúng mình đi để chúng mình đi mình để gặp thầy nữa. Dạ. Đi lên để lên tí bạn mua nước để gặp thầy mua nước. Dạ đây là chịu rồi, nước là chịu rồi. Dạ không có quán. Không có quán. Xa lắm, xuống đèo đó, gần hết đèo lắm. Sư tính ra loại cũng khá nhanh luôn á. Hồi nãy đằng kia có cái quán. Đằng cái cua trên này nè, nãy có cái quán. À đằng này có quán kiểu quán nước. À, sữa nhưng mà sữa con giặt hình như thầy không dùng. Không, sữa dơ, sữa quả. À gì đó được á. Sữa quả, sữa dâu. Để có chai nước là cho để cho tôi. Dạ. Có. Tại vì thầy thọ thực xong thì thầy mới không nhận. Mà thầy sáng chưa thọ thực. Ừ nhưng mà nếu đi ra cái chai này là nguyên gì? Dạ đúng rồi chị Nguyên. Được rồi. Kênh của em tên là gì đấy? Chẳng Nam TV. Rồi. Dạ. Cũng nếu mà xem thầy Tâm Dũng mà nửa tháng nay là kênh của con quay á. Đúng rồi. Còn thầy Minh Khổ là xuống đèo rồi. Dạ, chắc xuống đèo chắc không gặp. Sáng thầy Thường Ngộ thì chưa có dùng ha cả nhà, chưa có đồ cúng dường. Lấy phước an lành ạ. Chúc thầy sức khỏe, vạn sự an lành, bình an ạ.
Dạ, con xin phép cô chú là cho con lên đường tiếp tục. Dạ, vâng, 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bữa nay đoàn mình khá là may mắn ha cô chú anh chị. Dạ, từ cứ nghĩ đi du lịch thôi chứ đâu nghĩ trên đường đi mà để gặp được hai thầy đâu cả nhà. Chàng Nam TV. Dạ. Dạ. Nói chung là đoàn mình là nói chung là rất là hữu duyên luôn. Trên đường đi gặp luôn, không có sự mà sắp xếp trước luôn. Dạ, bố trí sắp xếp. Dạ, quá là bất ngờ. Đây là một chai nước các cô. Ba, thế tí nữa là cứ gõ vào Tràng An TV là... Dạ, là ra. À, thế hả? Dạ. Cảm ơn con nhé. Chắc con có thể xuống đèo con mới đăng được, trên này không có sóng. Dạ. Thôi con chúc cho tất cả bà con mình chuyến đi du lịch thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn nha. Chúc anh dạ dạ con cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Dạ dạ đây đây là tài xế gọi là mẫu mực tuyệt vời. Dạ tài xế này này nếu mà có duyên thì mới được gặp được tài xế này. Chú cảm ơn nhá. Dạ 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 nhá. Dạ dạ rồi không có mày kênh của cháu này. Dạ dạ đây này rất là có duyên mới được gặp tài xế này nhá. Dạ nếu mà rồi ở Đà Lạt. Đà Lạt thì số xe này cô chú chị đó đi ủng hộ anh trai nha. Nguyễn Ngọc Trung ủng hộ anh trai nha. Tài xế rất là nhiệt tình. Dạ. Rất nhiệt tình. À, mọi người lên Đà Lạt anh có thể đọc số điện thoại trên này luôn đi, có ai lên Đà Lạt 0945 222215 còn tên Trung. Là lên Đà Lạt thì cần xe liên hệ với anh Trung nha. Một ngày gần nhất em sẽ lên em kiếm anh. Rồi bye bye mọi người. Dạ tạm biệt mọi người. Triệu like. Dạ dạ rồi. Đó, đồng bào là máu đỏ da vàng đó, tôi yêu Việt Nam. Dạ tôi yêu Việt Nam quá tuyệt vời. Xin chào nhé. Dạ thôi vào đây em ơi, mình yêu Việt Nam, mình yêu Việt Nam. Dạ Việt Nam đi đâu cũng đồng bào mình nhé. Việt Nam là số 1. Máu đỏ da vàng. Dạ Việt Nam số 1. Đúng rồi, Việt Nam là số 1, mãi đỉnh, mãi đỉnh. Dạ. Quá tuyệt vời luôn. À, chủ nhật này là cô Nguyễn Phương Hằng sẽ về là qua về bên Đại Nam. Dạ. À, dạ cô chú chị ơi, thì Tràng Nam cũng xin phép kết thúc video ha. Cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và nhớ theo dõi và ủng hộ kênh của Tràng Nam ha cô chú chị.